Con người đã phát minh ra động cơ vĩnh cửu. Hãy cùng Kiên giải mã xem coi cái đồ chơi viên bi vĩnh cửu này có gì bên trong nha. Kiên tin chắc là nhiều bạn nghĩ ở dưới miếng gỗ nó có cái lăm châm gì đó đúng không? Thực tế thì mấu chốt nó nằm ở cái phễu này. Dưới đây có một cục pin cung cấp năng lượng cho cái motor và motor quay cái bánh răng cao su trong cái lỗ này. Vậy là viên bi có đà để quay ngược lại cái phễu thôi. Đây, nhìn kỹ nha.